chà. Chào Nastia. À, xin chào. Cậu đang làm gì vậy? Mình đang trang trí cho lớp học. Mình giúp cậu được không? Đương nhiên rồi, đưa mình số 6 đi. Này không phải là số 6, là số 10 mà. Matthew ơi, mình vẽ thú cưng đi ha. Được rồi. Mình vẽ xong con mèo rồi nè. Mình vẽ hươu cao cổ rồi nè. Hươu cao cổ không phải là thú cưng. Mình nghĩ app lên Linastia có thể giúp cậu á. Mình cùng học và chơi đi. Bắt đầu. Bạn bè, cảm xúc, thú cưng. Thỏ, chuột bạch, hamster, nhím, khỉ, rùa, heo nhỏ, thằn lằn và thậm chí cá sấu cũng là thú cưng. Mọi người chăm sóc cho thú cưng của mình, cùng chơi, sống cạnh nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Cầm chai đi. Mình học số đi ha. Chán quá đi. Mèo cuốn trở về. Cả gia đình lớn sống trong ngôi nhà này. Anh, chị, ba mẹ và ông bà. Tổng cộng 6 người. Họ có chiếc bánh ở trên bàn và đang được cắt thành 6 miếng. Mình học số 6. Kéo số 6 vào bức hình đúng. Thêm nữa. Được rồi. Cậu làm rất đúng. Yeah! Matthew, khi lớn lên cậu muốn làm gì hả? Mình muốn làm một thợ xây dựng. Mình cùng xây thứ gì đó đi. Cậu cho mình biết đây là hình gì được không? Hình tam giác. Gần như là biết. Mình học về hình dạng đi. Trở về. Các hình dạng. Trái tim. Hình vuông. Kim cương. Tam giác. Chữ nhật. Lục giác. Ngôi sao. Hình tròn. Mình phải xếp các hình dạng lại để xây thành ngôi nhà. Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi. Tạm biệt. Hay lắm. Giờ mình giải lao xem hoạt hình đi ha. Ôi trời, xem chuyện gì xảy ra kìa. Tối qua có một cơn bão lớn và làm xáo trộn mọi thứ. Ta là Agathon, là một phù thủy. Ta sẽ dùng đũa phép thuật để khiến mọi thứ trở lại như cũ. Các bạn nghĩ nên đặt mái nhà ở đâu đây? Các bạn hãy đoán xem. Trên căn nhà hay các nhành cây này? Chắc là trên cái cây đó. Tuyệt. Còn xe thì sao? Xem mấy cái bánh kìa. Bánh xe và xe phải kết hợp với nhau. Tốt lắm các bạn. Còn nhà của Cún, mình nghĩ phải đặt nó ở đây nè. Xong rồi. Cảm ơn vì đã giúp mình. Cậu có thích mèo không? Đúng. Cậu thích những gì về những chú mèo nè? Mèo. Mèo.
có muốn tìm hiểu về loài mèo không? Có. Dần dần, mèo trở thành người bạn có ích và được chủ nhân yêu quý. Mèo là loài động vật dễ thương, đáng yêu và có nhiều phẩm chất đáng quý. Các bạn ấy có đôi mắt to, nhìn thấy rõ cả ban ngày và chạng vạng. Mèo có đôi tai to nên có thể nghe thấy tiếng chuột xào xạc trong bụi rậm ở đằng xa. Các bạn ấy có khả năng nhảy rất cừ khôi. Mèo rất sạch sẽ và biết tự vệ sinh nhiều lần trong ngày. Để vệ sinh, mèo không dùng nước mà chỉ liếm lông và thân mình. Mèo rất thích ngủ nên các bạn ấy dùng phần lớn cuộc đời để ngủ. Trên thế giới ngày nay có hàng triệu giống mèo khác nhau sống cùng với con người. Có mèo lông dài, mèo lông ngắn và có mèo không có lông nữa. Lông của mèo có thể có nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. Lớp lông có khi màu trắng và đen, đỏ, xám, nâu, đốm hay sọc. Mắt mèo cũng có nhiều màu sắc khác nhau như xanh dương, vàng, xanh lá, nâu và thậm chí là tím. Đôi khi mắt mèo còn có thể có hai màu khác nhau và một trong hai mắt luôn là xanh dương. Màu vàng, tô mặt trời. Tốt lắm, viết chữ mèo đi. Được rồi, chúng mình tập từng chữ nha. Si, viết tắt cho chữ khác là mèo. Mèo trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ si. Có mèo sống hoang dã, cũng có mèo sống với con người. Mèo hoang hay mèo nuôi đều thích leo trèo. Mèo hoang ngủ trên cỏ, còn mèo nuôi thích ngủ trên ghế. Dù là mèo hoang hay mèo nuôi đều rất dễ thương. Mình buồn ngủ. Ok. Và đây là truyện cổ tích cho cậu nè. Mình đọc thơ về Mary đi. Mary có chú cừu nhỏ. Mary có cừu nhỏ, lông chú trắng như tuyết. Mary đi đây đó, cừu nhỏ đều đi theo. Hôm nọ cừu tới trường, nhưng vậy là không đúng, vì cả nhóm chơi chung. Cứ cười chú cừu nhỏ, cô giáo không thể bỏ. Đuổi cừu, cừu không đi. Nó vẫn kiên nhẫn đợi, vì muốn thấy Mary. Sao chị thích Mary? Bọn trẻ bỗng buồn tuổi, cô giáo đành an ủi. Vì Mary yêu cừu. Xin chào, mình là Nasia. Chào mừng các bạn tới phòng của mình nha. Bấm vào bàn của mình để xem các video vui nhộn nào. Vẽ, viết, câu đố, ghép hình và rất nhiều thứ hay ho khác nữa. Tải app trên Google Play hoặc App Store nha.